chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xe đạp đua Hồng Tấm. Ở đây thì video em sẽ cho các bác xem luôn đó là cách đóng hàng của cho bác ở trong tỉnh em sẽ như nào nhé. Đấy thì sáng nay vừa rồi có bác vừa mới đặt con Rocky MT201 xe trẻ em này. Đó thì em vừa mới lắp xong để chuẩn bị ship cho bác ở ngoài tỉnh ở trong tỉnh. Đó. Thì đây là cách giao hàng cũng như là lắp ráp sẽ căn chỉnh cũng như là lắp hoàn thành hết cho các bác nhé, căn chỉnh phanh rồi cũng như là bơm hơi các thứ hết rồi đó, nên các bác nào ở trong tỉnh mua xe cứ yên tâm đó, mua về chỉ việc đi thôi đó. Giờ em đang gọi ship đến và chuẩn bị chẳng để giao cho khách đây. Đấy thì bác nào đang ở Hà Nội mà phân vân mua xe mà lo lắng mà biết có lắp hoàn thành không thì đây các bác xem luôn, em làm video thực tế cho các bác xem đấy đó. Và đây là một cái mẫu Rocky MT201 em cũng đã review cho bác rất là nhiều rồi, và là một cái mẫu đang bán rất là chạy. Đó là một mẫu xe trẻ em đang bán rất là chạy và đang có chương trình giảm giá rất là mạnh. Đấy. Ok thì bác nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0936307347 nha các bác. Đấy, đó số hotline thì các bác có thể trực tiếp em sẽ tư vấn cho bác nào mẫu xe nào các bác đang quan tâm. Như là các bác đang gặp một vài thắc mắc gì đó thì cứ ăn đồ số đó nhé các bác. Ok thì em sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác coi video này của em.